Xin chào tất cả các con. Năm học 2021-2022 này, cô giáo rất vui khi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 6D. Thân chào 38 tân học sinh K30 đến với ngôi nhà chung Nguyễn Thiện Thuật, ngôi nhà nhỏ thân thương 6D. Các con quả là những chiến binh dũng cảm khi vượt qua một kỳ khảo sát năng lực đầy vất vả với những tình huống không có trong tiền lệ. Các con phải đeo khẩu trang này và phải ngồi so le giãn cách, nhưng các con đã vượt qua một cách xuất sắc. Cô rất tự hào về các con. Cô cảm ơn các con đã lựa chọn ngôi trường Nguyễn Thiện Thuật là nơi gieo mầm những ước mơ xanh, nơi chắp cánh những hoài bão và lý tưởng. Cảm ơn các con đã đến bên cô và trở thành thế hệ tiếp nối truyền thống trường trọc cơ sở Nguyễn Thiện Thuật. Trong không khí khai giảng đặc biệt nhưng đầy ấm áp trước thềm năm học mới 2021-2022, cô trò 6D chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ, học hết sức, chơi hết mình, để 4 năm tuổi trẻ của con ở đây không hề lãng phí và một tình yêu dành cho Nguyễn Thiện Thuật. Cô yêu tất cả các con. Sân trường của em là bóng cây xanh, ngôi trường của em không cần.